Ngày 13 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại đồn biên phòng Bát Mọt, huyện Thường Xuân, đơn vị vừa trao tặng huân chương chiến công của Chủ tịch nước, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho thân nhân thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra hy sinh khi đánh án ma túy. Vợ liệt sĩ thiếu tá Vi Văn Nhất là cô giáo Lương Thị Tròn, giáo viên trường mầm non xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Lãnh đạo huyện ủy Thường Xuân cũng trao tặng huân chương chiến công hạng 3 cho thiếu tá Vũ Xuân Vương và đại úy Nguyễn Bình Minh, trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho trung úy Lê Tuấn Hải, cán bộ đồn biên phòng Bát Mọt vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 80 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy trên biên giới Bát Mọt. Như đã đưa tin, chiều ngày 3 tháng 6, trong khi đánh án ma túy ở xã Bát Mọt, thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh, thiếu tá Vũ Xuân Vương và đại úy Nguyễn Bình Minh bị thương nặng. Tang vật vụ án mà các chiến sĩ bộ đội biên phòng Thanh Hóa thu giữ được là 12.000 viên ma túy tổng hợp.